Kim Tử Long sẽ hát dòng loại này cho tất cả quý vị mình luôn sau khi anh hát xong những bài hát thân thương. Và dòng loại 50.000 đồng, quý vị sẽ nhận về một chiếc phiếu mua hàng trị giá 5 triệu đồng trong buổi tối ngày hôm nay. Một dòng loại duy nhất siêu đặc biệt quý vị mình nha. Và 50.000 đồng mình sẽ nhận về chiếc phiếu mua hàng và 5 triệu đồng cho tất cả quý vị mình. Rất là hấp dẫn. Dạ thì bây giờ quý vị mình ơi, lân hay thì nhờ tiếng pháo, người hát hay thì nhờ tiếng vỗ tay của tất cả quý vị. Một chào pháo tay thật lớn và thật nồng nhiệt chào đón qua sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Nhìn xin chào tất cả cô chú anh chị cùng các bạn lời chào thân thương và trân trọng nhất. Thật ra mà nói thì hôm nay mà ông trời mà ông để cho mình Long gặp tất cả quý vị, tất cả các anh chị cùng các em như thế này là mình trời đã phù hộ mình lắm rồi đó nha. Chứ hồi nãy là Long hát chương trình ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu á, Long chạy về con đường tắt á, quốc lộ 50 gì đó là coi như là Long chạy về tới Long Thành là mưa gọi là tầm tã. Rồi ở trên đây báo mưa nữa. Rồi coi như là Long cứ ngồi trên xe mà cứ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát hoài à. Mẹ phù hộ độ trì cho con đi, chứ con cũng không có thời gian hôm nay hát để phục vụ cho bà con cô bác. Rồi vài bữa thì Long lại trở sang Mỹ nữa rồi, cho nên là không có thời gian mà để về nhiều để hát phục vụ bà con. Phải đi Mỹ hát tiếp nữa. Cho nên là hôm nay là trời đã độ lắm rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Bà con ơi, vỗ tay cho ông trời cho mình hát nè. Cảm ơn trời Phật nhiều lắm. Thì bây giờ là Long sẽ cố gắng, tại hôm nay là Long để lên trên Facebook á. Hôm nay không nghĩ là gặp tất cả các em YouTuber của mình quá nhiều, cho nên là các em cũng tụ về, cho nên anh Long cố gắng hát những cái bài hát mà để hát sống với băng nhạc. Nhạc đánh để thì mình không có đụng bản quyền. Thường thường YouTube nhạc lên là đụng bản quyền liền là cấm cờ các em. Rồi bị các em bị mất cái kinh của mình đó, thì tới lui mệt lắm. Bây giờ giải quyết cũng mệt nữa. Bây giờ Long sẽ cố gắng hát với một cây nhạc của mình. Bài hát đầu tiên một hoạt nhạc phẩm dân ca, Long sẽ hát theo điệu remix cho tất cả quý vị nghe. Bài hát đừng mang tên Trách Ai Vô Tình. Có nhóm nào lên nhảy minh họa không ta? Hey, cùng như ý lên nhảy chứ đứng làm gì ở dưới nhảy như vậy? Hey, cảm ơn em gái.
Sao con lửa gì mà ác độc vậy, con gấu nó bự hơn con vậy hả? YouTuber con. Con tặng chú Kim Tửu Long. Cảm ơn con nhiều, chúc con khỏe, nghe lời cha mẹ. Dạ. Rồi mới mốt làm nhà YouTuber nổi tiếng. Dạ. I love you. Con tên gì? Nguyễn Quốc Đạt. Hả? Nguyễn Quốc Đạt. Nguyễn Quốc Đạt. Rồi quý vị ơi, cho Nguyễn Quốc Đạt một tràng pháo tay thật lớn. Không, bây giờ là chú Long không có cho con là Nguyễn Quốc Đạt nữa. Mà bây giờ là con có muốn làm con của chú Long không? Dạ muốn. Muốn hả? Vậy là bây giờ là ba Long phải đổi tên cho con nha. Dạ. Tên gì biết không? Ba tên Kim Tiểu Long. Dạ. Còn con tên Kim Tiểu Đường. Wow, sáng ngày mai Kim Tiểu Đường nổi tiếng mà con ơi. Kim Tiểu Đường thôi nha, mai mốt đi ra đường đừng có một đáy đường nha. Cảm ơn cưng. Rồi cảm ơn con trai Kim Tiểu Đường. Nhớ nha, mai mốt ai hỏi con tên gì con nói là con tên Kim Tiểu Đường nha. Rồi xuống, cảm ơn con. Từ đây về sau Long có một đứa con rơi nữa, đẻ ngang hông, nó tên là Kim Tiểu Đường. Rồi xong luôn. Con chúc mừng may mắn, Kim tuổi em mạnh khỏe và học giỏi nhé. Và đó, con sắp học giỏi và đó để mai mốt lớn lên nuôi Kim tuổi em. Quý vị ơi, nó chúc tôi học giỏi thì cũng được đi, đường đời thì mình học hoài, học mãi, học trong nghề nghiệp. Mà nó chúc lên cái gì nữa? Mau lớn. Mau lớn, à vậy là chưa có lớn. Dạ. Anh Kim Tiểu Long năm nay mới 12 tuổi thôi. Con tên là Tâm nha. Nói là giỏi luôn cũng được. Trời ơi, có cái mỏ gì mà dảnh dữ vậy. Cái mỏ này mới một. Dạ. Xin chào mọi người, tôi tên là Đô Đô nha. Rồi, rồi cảm ơn nha. Không có tiền trả khách xe đâu. Xuống đi. Hết tiền rồi. Ok nha. Lên đây cái nữa tôi chặt giò đó. Ủa sao ngươi nhìn cái mặt quen quen vậy? Không biết hả? Vậy hả? Sao? Chừng con rơi của anh á. Mô Phật. Tôi ăn chay trường rồi mà. Tôi không có để cho nó rơi rớt nữa đâu quý vị à. Không có. Bao nhiêu đủ rồi. Hai đứa đủ rồi. Không có nhiều nữa đâu. Đúng không? À, bây giờ mình hát gì nữa ta? Hả? Con lên đây như ý đánh con bây giờ. Không có lên nữa nha. Nha. Nó đâu có sợ hả? Giờ tôi thua nó, tôi sợ nó. Hả? Thua một người dân. Ở dưới cũng thua một người dân. Vậy hả? Cho Long hát bài khác được không? Là quý vị ở đây livestream nhiều quá, mỗi lần hát thua một người dân Long bị chửi dữ lắm trong thời điểm này. Lớp nào ở trên mạng thì ở bên nước ngoài cũng gọi điện thoại sẵn đây, Long cũng nói luôn. Long cũng cáo lỗi với bà con cô bác là ở tất cả các nước cũng như ở Việt Nam cũng gọi điện thoại cũng nhắn tin cho Long là ai cũng tưởng là Long bị đánh bầm mặt hết trơn á. Không biết ai đưa lên mà cái tấm hình của tôi bầm mặt mà có cục nói là tôi hát thua một người dân trận đường đánh mà bầm mặt có cục luôn á. Quý vị có thấy không? Em không có ăn được mà cũng không có ngủ yên. Bữa nay quý vị thấy cái mặt của tôi ốm nhách ốm nhom không hả? Cũng vì thua một người dân hành. Quý vị yêu cầu tôi hát thua một người dân mà không biết nhạy cảm làm sao trong cái thời điểm này. Mà bây giờ em nói thiệt, em ngủ cũng không yên mà em ăn cũng không yên với thua một người dân.
Ai chửi mắng thì ta giả biết à. Đợi hết giận rồi thì gì? Người ta khuyên. Trời ơi, tôi cười tới ghét ghê không? Quý vị, Long thương quý vị. Quý vị có thương Long không? Bên đây có thương Long không? Bảo vệ Long nha. Long cũng đứng chắn với tất cả các anh, các chị, tất cả quý vị khán giả của Long ở trên mọi miền đất nước cũng như là ở nước ngoài cũng vậy. Nhắn tin cho Long hỏi Long có bị đánh không, có bị sao không. Dạ xin thưa một điều là không có ai đánh Long hết trơn á. Không có nha, cái chuyện mà Long bị đánh bầm mặt bầm mày là không có nha. Dạ chỉ có mất ăn mất ngủ vì bị chửi thì có. Hát thương một người dân, nhắn tin cho Long á, mà vừa khán giả yêu cầu mà vừa chuẩn bị hát live stream lên hát á, thì vô nó chửi thằng khùng. Ủa mà khùng sao biết hát thương một người dân cả nhà, đúng không? Rồi còn gọi điện thoại, mày mà hát thương một người dân nữa tao kêu công an bắt mày đó. Gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy? Bài của em ra mười mấy năm nay phải không cả nhà? Vậy hôm nay mình có nên hát thương một người dân không? Thôi thì hát nhưng mà tối nay về chịu khó, nếu có mất ngủ thì uống trà rồng nhỏ. Uống trà rồng nhỏ cho nó ngủ ngon nha. Bây giờ hát mà không có hát chậm nha. Long sẽ hát theo điệu remix luôn cho tất cả bà con nghe cái bài hát Thua Một Người Dưng của sáng tác Tô Tài Đăng. Cái bài này là Thua Một Người Dưng 1 nha. Long có ra hai bài Thua Một Người Dưng 2 nữa, là anh em bỏ nhau sau đành. Bây giờ mình hát Thua Một Người Dưng 1 trước. Bài hát theo yêu cầu bài hát được mang tên Thua Một Người Dưng. Sao vỗ tay yếu vậy ta? Đánh giùm anh Rê Thứ nha. Đếp nồ luôn, Rê Thứ. Dù rừng dù sao
Rồi hết. Sao lặng lẽ quá vậy? Dễ thương quá các em của tôi. Cảm ơn cưng nhiều. Đây đây đây. Cưng con hai. Cảm ơn, cảm ơn. Phụ anh ấy. Trời ơi. Nhìn cái bộ đồ của em nó đẹp còn hơn là bó hoa nữa. Em mới đi chùa vậy. Bây giờ Long xin cảm ơn chị. Chị lì xì cho em 500 lớn lắm á. Nhưng mà bởi vì cái tình cảm quý báu của chị đã dành cho em như thế này nè. Cái 500 này em không có xài đâu. Em bỏ vô trong bóp của em để dành làm kỷ niệm. À thì có 100 đô hả? Em sẽ bỏ vô làm sao không? Dạ cái điện thoại em cũng có 300. Nhưng mà bây giờ là em bỏ thêm cái 500 này cho kỷ niệm của... Hả? Cảm ơn Phật tử. Không có. Không có được đâu. Cái gì được chứ cái này là không có được. Là bởi vì đây là cái tình cảm quý báu của bà chị dành cho. Thà lát nữa anh hai sẽ móc ra cho em riêng. Hiểu không? Hứa nha. Hứa vậy thôi chứ cũng biết hên xui à. Xui dữ trời. Bây giờ bà con có muốn nghe cải lương không? Vỗ tay lớn đi. Đó. Mỗi lần mà mình hát mà bà con cô bác người ta nói là Lân muốn múa hay thì nhờ tiếng pháo, còn nghệ sĩ mà hát hay thì nhờ tiếng vỗ tay. Cho nên là Long làm gì làm ai vỗ tay mà Long hát hoài Long không có mệt. Vì vậy Long bây giờ sẽ gửi đến cho tất cả tình thương của Long ba câu dùng cổ bài hát được mang tên Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi. Lên đường tòng quân xa bố phường xa tiếng mẹ hiền, cho dù biên cương nơi hải đảo muôn ngàn em quê mẹ ơi dần đi quê nhà sức khỏe dình dờ con sẽ quay về theo nhịp bước của đoàn lời mẹ ru rơi.
về trong đoàn quân chiến thắng. Mẹ Việt Nam ơi xin mẹ hãy yên lòng, con quân mạnh trương xâm lăng không thể cương quyết giữ gìn quê hương em. Cho yên lòng mẹ hậu phương tình vui từ khắp chiến trường trở qua. Cảm ơn đội áo tím. Cảm ơn em. Ôi cô chừng té. Quay lại Cao Thắng Hạ đứng đây đi cưng. Thu người 100.000 chụp hình với nghệ sĩ. Chụp đi, chụp xong đi rồi rồi. Ai chụp hình nè? Cảm ơn nhà của mình, cảm ơn tất cả các em nha. Cảm ơn cưng. Điểm là mồ hôi cho anh chưa? Mồ hôi quá trời. Nó nghe nè, nãy anh hát ở dưới á. Hồi nãy anh hát anh ra đây em nói chuyện với anh cái nè. Hồi nãy anh hát ở dưới có chị gái kia kìa. Nhờ em hôn anh gái giùm chị nha. Quay nữa hả? Rồi đó, đến chùi son cha. Rồi mồ hôi quá trời. Rồi, dạ, bây giờ quý vị mình ơi. Dạ, mình sẽ quay trở lại với dòng loại đặc biệt cuối cùng. Nhưng sẽ có sự xuất hiện của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long sẽ cùng hát ra những con số và để cho tất cả quý vị mang một phần quà siêu đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay. Và một chiếc mua hàng trị giá 5 triệu đồng cho tất cả quý vị mình. Được không ạ? Ok không? Ok nha. Có người rất chịu quà. Dạ, để đây con đang giữ cho chúng nha. Dạ quý vị ơi, hiện tại thì có một vị khách mình nhặt được một cái chìa khóa của chiếc xe này, xe hời luôn. Dạ Toyota. Dạ cái này chắc Vios hay gì nè. Dạ quý vị mình hỗ trợ với chúng em nha. Dạ ai đó có đánh rơi chìa khóa, nếu mà xe hơi chạy về cũng được thì vô kiếm em nha. Dạ. Đây em giữ cho. Bây giờ anh kiếm ai? Đây nè, em để trên bàn đó, ai vô nhận em đưa. Ai bán kem ở đây thì bây giờ em giữ cho anh. Không chịu nữa. Rồi ra bán kem tiếp đi. Trời đất ơi. Dạ bây giờ thì em sẽ cùng mời anh hai mình sẽ gọi số cùng với chúng em ha. Dạ bây giờ chúng em sẽ mời một vị khách lên công tâm nhất để quay dòng quay đặc biệt cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ cho em xin một vị khách đi ạ. Dạ buổi nãy cho tất cả quý vị đó, thật ra ham vui thì kêu thôi chứ đâu có biết kêu cờ đâu bà con cô bác. Kêu tại vì thích vậy đó. Chị. Bà con cô bác thông cảm nha, kêu bậy bạ không à. Dạ. Rồi ok, cho người lên hỗ trợ với chung chị nha. Có một chị gái. Lên đi cơ chị. Rồi đất ơi, giơ tay rồi mời đã, không đi lên vậy bà. Ok. Có ai muốn quay lồng cầu không? Dạ để có rồi nè. Có rồi hả? Dạ. Wow. Ok. Dạ, bây giờ mình sẽ bắt đầu gọi số ha. Đâu rồi, Linh Đăng đâu rồi? Đây nè, qua nè. Ở đâu vậy? Đưa anh hai cái chìa khóa này. Nè. Rồi, ok. Dạ, bây giờ mình sẽ cùng gọi số với lại nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Ủa, sao mình không đem cái món rong biển của mình lên để cho Như Ý nó quảng cáo cho mình vậy? Đâu. Đưa bịch rong biển đi chứ. Thấy rồi đây. Trời ơi. Rồi bây giờ mình phải quảng cáo thì bà con cô bác mới biết ủng hộ cái món rong biển kẹp hạt dinh dưỡng của ông Kim Tử Long chứ bà con cô bác đúng không? Bạn nào còn ghé cầm gọi là ông Quang giùm chị. Bạn nào còn ghé cầm gọi là ông Quang giúp giùm chị Thanh Kiều.